Phương Chi và Chim Bảo Nghi xin kính chào quý khán giả của đài SPTN. Chào Bảo Nghi. Chào Phương Chi. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là những tin tức địa phương, sau đó là chương trình hàng tuần của SPTN Boston. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Kế hoạch thuế chai lọ gặp phải rào cản, tin từ Springfield, tiểu bang Massachusetts. Kính thưa quý vị, một đề xuất mở rộng thuế chai lọ do chính phủ tiểu bang đang gặp phải rào cản của Ủy ban nghiên cứu. Ủy ban lập pháp xem xét các đề xuất thuế chai lọ và gửi về xuất này đến Ủy ban nghiên cứu nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Phiên họp chính thức của cơ quan lập pháp sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 7 này. Những người ủng hộ dự luật về việc thêm vào danh sách trả tiền ký gửi chai lọ cho các chai nước bằng nhựa và các đồ uống khác có rất thất vọng về việc trì hoãn này. Tại một cuộc biểu tình bên ngoài tòa quốc hội của các nhóm liên minh bao gồm 82 nhà lập pháp của Hạ viện và 23 của Thượng viện đã công khai ủng hộ dự luật trên. Các nhà phê bình cho rằng dự luật này sẽ tăng thuế cho người tiêu dùng và gây khó khăn cho các doanh nghiệp có thể xử lý chai lọ tái sử dụng. Hiệu trưởng trường Roger Lab Innovation thua độ cho học sinh phải cải trang giống ca sĩ Lady Gaga. Tin từ Rochester, kính thưa quý vị, làm sao để các em học sinh có thể chăm chỉ đọc sách nhiều hơn, đặc biệt mùa học sắp hết? Hiệu trưởng trường Roger Lab Innovation đã đưa ra một sáng kiến mới nhằm khuyến khích các em đọc sách nhiều hơn. Ông Justin Vernon đã thách thức các em học sinh bằng cách đưa ra điều kiện. Nếu các em đọc 10.000 cuốn sách, thì ông sẽ cải trang giống ca sĩ Lady Gaga, mang bộ váy màu đen, tóc giả, giày cao gót và điều thú vị hơn nữa là vắt sữa bò trước sân trường dưới sự chứng kiến của các em học sinh. Các em học sinh đã cùng nhau đọc trên 13.000 cuốn sách tổng cộng. Ông Vernon cũng đã chia sẻ rằng ông rất hãnh diện với các em và mục đích của nhà trường là khuyến khích các em tiếp tục thi đua và các em đã làm được điều này. Bà Tease Davis, một phụ huynh cho biết, thách thức này là giúp cho con của cô siêng năng đọc sách nhiều hơn và cũng giúp bước đầu các em chăm chú và thích thú trong việc đọc sách. Đường ray xe lửa cao tốc ở Springfield, tin từ Springfield, tiểu bang Massachusetts. Kính thưa quý vị, một đường ray xe lửa cao tốc sẽ sớm được hành thành tại thành phố Springfield. Dự án này có rất nhiều sự tán thành từ ba cuộc họp hội đồng về việc hình thành đường sắt cao tốc từ vùng New Haven qua Hartford và dừng lại ở các trạm địa phương ở Springfield. Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự án sẽ tăng thêm số lượng chuyến xe lửa từ New Haven tới Hartford từ 6 đến 17 chuyến, với 13 chuyến sẽ chạy xuống Springfield. Mục tiêu là 25 chuyến xe lửa mỗi ngày dọc theo tuyến đường dài 62 dặm. Mặc dù Amtrak đã có dịch vụ điều hành giữa New Haven và Springfield, tuy nhiên dự án này vẫn cần phải mua lại 27 bất động sản lân cận để hình thành ga xe lửa tại New Haven, Wallingford, Meriden, Berlin, Hartford, Windsor, Windsor Locks và Springfield. Các trạm mới sẽ mở ở giai đoạn cuối bao gồm vùng North Haven, Newington, West Hartford và Enfield. Thượng viện tiểu bang đồng ý 40 triệu Mỹ Kim nhằm cứu vớt Bộ Giao thông Vận tải Công cộng MBTA, tin từ Boston. Kính thưa quý vị, trong nhiều năm qua, Bộ Giao thông Vận tải Công cộng đã tiếp tục bị thâm hụt ngân khoản nhiều lần để đi đến quyết định việc tăng lệ phí đến người dùng xe bus, tàu điện và các phương tiện giao thông công cộng. Một đề nghị đưa ra là đưa Bộ Giao thông Vận tải vào dưới quyền kiểm soát của Ban Hành pháp tiểu bang và sẽ được điều hành qua 5 thành viên được bổ sung vào Ban Giám đốc dưới quyền điều hành của Thống đốc Devil Patrick. Thượng viện đã bác bỏ việc đưa MBTA dưới sự điều hành của Văn phòng Thống đốc, nhưng đã chấp nhận viện trợ cho 49 triệu Mỹ Kim để MBTA có thể tiếp tục hoạt động. MBTA hiện đang bị thâm hụt ngân khoản đến 159 triệu Mỹ Kim và đã tăng lệ phí lên tới 23%, nhưng chỉ có thể giải quyết 2/3 số tiền thâm hụt. Chủ nhà ở Framingham bị phạt vì thờ ơ trong vấn đề an toàn nhà cửa, tin từ vùng Framingham. Kính thưa quý vị, một người đàn ông địa phương và là chủ của nhân các ngân hộ cho thuê đã bị phạt thực hiện 220 giờ các công việc phục vụ công cộng. Ông John Bayer, chủ nhà, người đã từ chối phiên tòa với hai cáo trạng. Tuy nhiên, hôm thứ Hai ngày 16 tháng 6, thẩm phán tòa án quận Framingham đã đưa ra án phạt. Hồi năm ngoái, Sở Y tế cũng đã đưa ông Bayer, người 74 tuổi, ra tòa án vì nhiều vi phạm luật trong tòa nhà mà ông sở hữu. Giám đốc cơ quan y tế công cộng là Ethan Mascoup nói rằng ông Bayer đã từ chối sửa chữa lối thoát lửa đang bị hư hại nặng cũng như các vấn đề khác tại căn hộ ở Centennial Place.
Ông Moskov cho rằng đây là một tình huống nghiêm trọng. Ông phần nào đồng ý với hình phạt, tuy nhiên ông phàn nàn rằng không có một lệnh nào buộc chủ nhà phải sửa chữa sự hư hại này. Luật sư của ông Bear là Roger Dow từ chối bình luận thêm. Các nhà kiểm định đã phát hiện những vi phạm hồi tháng 2 vừa qua khi có hai người thuê nhà tại số 22 Centennial Place gọi cho Sở Y tế. Ông Moskov liên hệ đến bức ảnh nổi tiếng đoạt giải Pulitzer Prize năm 1975 của nhà nhiếp ảnh Stanley Forman đã ghi lại khoảnh khắc hai mẹ con nhảy khỏi tòa nhà bị cháy ở Boston khi lối thoát hỏa hoạn đã bị hư và người mẹ đã chết. Từ đó dẫn đến luật định này phải có sự kiểm tra lối thoát hỏa hoạn mỗi 5 năm một lần. Ông Beer phải trở lại tòa ngày 13 tháng 7 sắp tới. Thành phố Cambridge cân nhắc việc cấm bán nước ngọt. Kính thưa quý vị, tại buổi họp hội đồng thành phố đã diễn ra tối thứ Hai vừa qua, thị trưởng của thành phố Cambridge là bà Henrietta Davis đã đưa ra dự luật cấm bán những chai nước ngọt hơn 16 ounce tại các nhà hàng và rạp chiếu phim. Bà cho rằng nước ngọt gây nguy hiểm đến sức khỏe cho bệnh béo phì, tiểu đường và bệnh tim. Trong thời gian gần đây, thị trưởng của thành phố New York, ông Michael Bloomberg, cũng đã vừa đưa ra dự luật này, nhưng đã bị nhiều người chỉ trích, chế giễu, nhất là trong giới truyền thông. Nhiều người cho rằng luật cấm bán nước ngọt thật vô lý vì nó cấm việc mua những chai nước ngọt 16 ounce nhưng lại không cấm việc mua 2 chai một lần. Họ cũng cho rằng thành phố cần đưa ra những kế hoạch để khuyến khích cư dân ăn uống những thức ăn tốt cho sức khỏe hơn, nhưng việc cấm nước ngọt không phải là một biện pháp hữu hiệu. Bởi vì dự luật này đã đối đầu với nhiều chỉ trích tại New York. Nhiều người ngạc nhiên rằng bà Davis lại đưa dự luật này ra tại thành phố Cambridge. Bà Davis cho biết rằng bà muốn tham khảo những khuyến nghị từ Bộ Y tế Công cộng và tại buổi họp Hội đồng Thành phố đã dự định đưa ra dự luật này cho Ủy ban Kinh tế để nghiên cứu thêm. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau những thông tin thương mại. Mong quý vị đợi trong giây lát. Hân hạnh giới thiệu chương trình Đại Nhạc Hội kỷ niệm 6 năm thành lập của SPTN Boston được tổ chức tại Đại Hí viện Charles Valier nằm ở Medford, tiểu bang Massachusetts vào ngày 1 tháng 9 năm 2012. Dưới sự bảo trợ của SPTN California và Trung tâm Asia. Chương trình Đại Nhạc Hội năm nay có sự góp mặt đặc biệt của nhạc sĩ Trúc Hồ, Diệu Quyên, MC Đỗ Tân Khoa và Ngọc Đan Thanh, cùng với sự hiện diện của Nguyên Khang, Andy Watt, Nguyễn Hồng Nhung, Hoàng Anh Thư, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền, Linda Châu, Lê Anh Quân, Mai Thanh Sơn, Diễm Liên, Thiên Kim, Huỳnh Phi Tiễn, Lâm Thúy Vân, Quốc Khanh, Quang Minh và Hồng Đào, cùng với ban nhạc của Trung tâm Asia. Chương trình Đại Nhạc Hội lần này của đài truyền hình SPTN Boston phải nói là lớn nhất từ trước đến nay. Với dàn âm thanh tuyệt hảo, thiết bị ánh sáng rất hiện đại, tối tân và đầy hứa hẹn với nhiều ngạc nhiên, thích thú. Đặc biệt, nhóm kịch Quang Minh Hồng Đào sẽ mang đến cho quý vị những giây phút vui tươi, thoải mái. Có chỗ đậu xe miễn phí, có bán thức ăn và nước uống. Chúng tôi cũng có chỗ trống dành riêng wheelchair cho người khuyết tật. Vé có bán tại Maxim Pharmacy, Lee Story, Funty Coffee, Cô Nguyệt Bánh Mì Ba Lệ, Mỹ Xuyên Gift Shop nằm tại Dorchester, Anh Trí Hải Âu ở Medford, Sài Gòn Market ở Randolph, Phương Thảo Video ở Everett, Hương Xuân ở Lô, Như Ngọc Video và Phong Phú Video tại Worcester. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Phạm Kim Liên 508-697-3753 hoặc ông Nguyễn Văn Hội 617-361-5762. Chương trình được sự bảo trợ bởi Maxim Pharmacy là nhà thuốc Tây do người Việt Nam làm chủ lớn nhất vùng New England. Chúng tôi chuyên bán cung cấp đầy đủ các loại thuốc Tây y, dược thảo và dụng cụ y khoa, nhận đầy đủ các loại bảo hiểm. Maxim Pharmacy, nhà thuốc Tây cho mọi gia đình, hân hạnh được phục vụ quý khách. Hãy gọi cho Vietnet Travel để có một chuyến du hành an tâm và thoải mái. Vietnet Travel được sự chứng nhận của hãng hàng không Mỹ và quốc tế, chuyên bán vé máy bay, đặt khách sạn, thuê xe và làm giấy tờ du lịch, vân vân. Vina Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân. Nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Dorchester. Phở Lê mới khai trương tại Dorchester. Xin đừng quên hệ thống phở Lê nổi tiếng thơm ngon. Đặc biệt cơm hến, cá nướng, da giòn, bò bảy món, vân vân. Phở Đa Cao, đặc biệt không thể quên với phở bò độc đáo và các món ăn khác.
Cô Nguyệt Bánh Mì Ba Lệ nằm trên con đường Dorchester trong khu phố Việt Nam. Bánh mì sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston, cùng có nhiều mặt hàng Việt Nam khác. Cô Nguyệt Bánh Mì Ba Lệ trên đường Dorchester trong khu phố Việt Nam. Tiệm phở Á Đông mới mở tại Brockton. Nơi đây có đầy đủ món ăn Việt Nam với đầu bếp nhiều năm kinh nghiệm. Và đây cũng là tiệm phở đầu tiên tại Brockton và Easton. Tiệm vàng Hoàng Mỹ nằm trên đường Dorchester với uy tín trong nhiều năm qua. Chúng tôi có rất nhiều kiểu mẫu nữ trang tuyệt sắc, hợp thời trang cưới hỏi cũng như fashion với giá phải chăng. Metropolitan Dental Center chuyên khám, trám và làm sạch răng cho người lớn, trẻ em, nhận đủ các loại bảo hiểm. Văn phòng được nằm trên đường Dorchester. Trung tâm chấn thương chỉnh hình do bác sĩ Hàn Thanh Lâm làm chủ, đặc biệt chữa trị về tai nạn xe cộ. Bên cạnh đó, chúng tôi có hợp tác với luật sư nổi tiếng nếu cần sự giúp đỡ. Văn phòng được tọa lạc trên đường Dorchester. Muốn có những món ăn ngon hàng ngày, hãy đến AC Farm Market nằm trên con đường Dorchester. Tại đây có nhiều rau quả xanh tươi, rẻ không ai bằng và cũng có gạo nàng thơm chợ đào. Boston Autotech chuyên sửa cũng như chuẩn đoán bình xe Âu, Mỹ với thợ Việt Nam nhiều năm kinh nghiệm hành nghề. Ân cần, uy tín và bảo đảm không ai bằng, nằm trên đường Dorchester, địa điểm hết sức thuận lợi. Tiệm phở Boston tại Connecticut đã có trên 13 năm hành nghề, đặc biệt là phở sa tế do chính đầu bếp chuyên nghiệp pha sa tế mà không có chỗ nào có được. Tiệm được báo chí Mỹ đăng tải suốt 7 năm qua. Spa Depot và Accessory là trung tâm chuyên cung cấp và bảo trì các loại ghế spa, massage. Sản phẩm được cấp giấy chứng nhận an toàn và chất lượng luôn đi cùng với sự phát triển công nghệ thời đại, được tọa lạc tại Dorchester và Worcester. Bivetinas DMD chuyên về răng, tại đây đặc biệt có máy Ceric bọc răng tại chỗ mà quý vị không cần phải chờ đợi lâu. Chúng tôi nhận đủ các loại bảo hiểm và cũng có nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý vị. Văn phòng tọa lạc tại Brockton. Hãy đến Vinamart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Vinamart 617-288-8999. Vinamart 617-288-8999. Jupiter là trường đào tạo ngành tóc và facial đúng tầm cỡ do người Việt đầu tư, bảo đảm sẽ giúp học viên vững vàng trong việc hành nghề đúng theo tiêu chuẩn pháp định. Với thành phần giáo viên Việt Mỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đang hành nghề nail tóc và facial. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trí Võ 617-590-7959.